khán giả. Sau lễ cưới, Buka và Sĩ Tư Kiệt tận hưởng cuộc sống vợ chồng son khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị. Mới đây nhất, hình ảnh Buka diện áo dài cưới tổ chức ngày trọng đại bất ngờ viral khắp mạng xã hội. Đáng chú ý, danh tính chú rể lại không phải là Sĩ Tư Kiệt mà là Huỳnh Lập, một sao nam Vbiz và là bạn thân của cặp đôi Buka Sĩ Tư Kiệt. Trong bức ảnh này, Buka diện áo dài truyền thống sánh đôi cùng với Huỳnh Lập. Đặc biệt hơn, Sĩ Tư Kiệt lại đóng vai trò ông xui chủ trì lễ cưới cặp đôi Buka và Huỳnh Lập. Chính ảnh này đã khiến dân tình rần rần đặt thắc mắc cho việc cả hai tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ là ảnh trong trailer web drama Cậu Út Cậu Con Cúc 3 của Huỳnh Lập dự kiến ra mắt vào tối 30 tháng 1. Có lẽ vì độ thân thiết nhiều năm nay với vợ chồng son của Buka và Sĩ Tư Kiệt, Huỳnh Lập đã thuyết phục được Buka, Sĩ Tư Kiệt để hoán đổi vị trí chú rể. Ngoài Buka và Sĩ Tư Kiệt, trailer phần 3 Cậu Út Cậu Con Cúc còn có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ quen thuộc trong showbiz Việt. Nghệ sĩ Kim Phương, Việt Hương, Đại Nghĩa, Lê Khánh, Võ Thắng Phát, Lê Dương Bảo Lâm. Cũng như các phần trước, Huỳnh Lập luôn biết cách dung hòa, vừa có chút náo nhiệt, vừa có những khoảnh khắc lắng động ấm áp. Huỳnh Lập luôn biết cách làm cho khán giả không bị chán bằng những nút thắt xoay chuyển liên tục, từ đó gửi gắm những thông điệp đáng nhớ về tình cảm gia đình trong mùa Tết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.